À, vâng, thưa các bác, nhạc vàng thì vẫn cứ phải là Pioneer. Vâng, trong suốt những cái năm vừa qua, thương hiệu Pioneer thì dường như đã đi sâu vào tiềm thức ở người dân chơi audio Việt Nam cũng như là trên thế giới. Dòng loa Pioneer thường có cái chất âm mềm mại, ấm áp, đi sâu vào lòng người, rất là dễ dàng tiếp cận với những anh em chơi audio. Hôm nay thì bên em có một cái model rất hay, rất khủng của Pioneer, em xin lên sóng và giới thiệu cho các bác. Cặp loa Pioneer CS755 và cặp này thì về trong tình trạng đẹp xuất sắc và xin nguyên bản. Dòng loa này thì vô cùng là dễ phối ghép với cấu hình 3 loa trên một thân thùng, một bát 30 màng giấy gân lụa, một loa trung đo và một loa chép đo rất là lớn. Và cặp này thì sắp đặt trần về trong tình trạng đẹp xuất sắc và tuyến loa cũng như là thùng vách đẹp xuất sắc và zin nguyên bản. Thưa các bác, Pioneer CS755 sở hữu chiều cao 67, chiều rộng 37 và chiều sâu 30 cm, với cái cân nặng cực kỳ là khủng luôn, khoảng 20 mấy kg một thùng luôn. Cả cặp thì phải nặng tới 50 kg. Cặp này thì shop bên em về trong tình trạng đẹp xuất sắc và zin nguyên bản. Em mời các bác chúng ta cùng xem. Đầu tiên là về phần thùng vỏ của cặp loa Pioneer CS755. Thùng vỏ của em nó còn rất đẹp, nét căng luôn. Thùng vách góc cạnh không một vết cấn móc. Tuyến loa thì căng mọng, em mời các bác chúng ta cùng xem. Đây là loa chép, loa mix và loa bass, tất cả còn đều đẹp zin nguyên bản. Loa bass thì sử dụng gân vải lụa, đấy, cho cái tiếng rất là mềm. Cặp loa có hai vi tinh chỉnh cho giải mix và giải chép. Phần phía sau đây của cặp loa đây, cặp này thì thùng hậu còn rất đẹp. Loa thì có phân biệt hai vế trái phải LR đối xứng nhau. Công suất của nó là 100W cho một thùng, cũng là dễ dàng phối ghép với các dòng linh. Hôm nay thì bên em chỉ ghép với con Sansui thôi. Đấy, con Sansui khoảng hơn 7 triệu đồng. Đánh nữa rất là tốt cho cặp loa này rồi. Đấy, Pioneer mà đi với Sansui thì hết ý. Đây các bác xem, tuyến loa đẹp và căng mọng, cũng như là nét căng luôn. Đấy, nét căng luôn. Đấy. Đấy, còn rất là mới, hai vi tinh chỉnh. Đấy. Đây thưa các bác, cặp này thì bên này nó mất cái áo nhựa. Đấy, mất cái áo nhựa nhưng không sao, vẫn vặn được. Cái này nó là ốc chứ nó không có gì là đặc biệt cả. Đấy, vẫn còn tem giọt nước này, thùng hậu nét căng. Cái này bụi bẩn mốc em chưa có lau chùi thì các bác thông cảm. Loa thì đẹp xuất sắc, cái căng đây còn đều đẹp và còn nguyên cả tem của CS755. Cặp này thì vâng, chơi nhạc vàng huyền thoại rồi, tiếng nó vô đối, bát nó mạnh như bom luôn. Đấy, cực kỳ là khủng và trong cái tầm tiền là hay. Đối với cặp loa này thì bên shop đặt trần có mức giá bán là 16 triệu đồng cho các bác chơi. 16 triệu đồng. Shop đặt trần tại phố Lĩnh Lam, quận Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Bên em giao hàng toàn quốc. Giá sản phẩm không bao gồm phí ship thưa các bác. Vâng. 16 triệu đồng cho cặp loa này và bây giờ mời các bác chúng ta cùng nhau thưởng thức. Bát đánh, bát đánh, ba mang.
7 triệu rưỡi đến 9 triệu rưỡi. Trung âm ngọt ngào và quyến rũ, giày tép rất là tơi, tép đom cho cái âm sắc vô cùng là ấn tượng. Trong này ngoài chơi nhạc vàng, nó cũng có thể chơi nhạc mạnh, nhạc trẻ và đa năng các cái thể loại nhạc khác nữa các bác nhé. Buồn làm chi em ơi, lá xanh rồi cũng phai màu. Dài rồi mà lại nỡ qua cậu.
các bác đang được thưởng thức chất âm của cặp Pioneer CS755. Cháu loa có mức giá bán 16 triệu đồng. Bên em có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Giao hàng toàn quốc. Giá sản phẩm không bao gồm phí ship thưa các bác. Các bác quan tâm thì hãy alo trực tiếp cho em. Em sẽ test một cái bài Bolero nữa, sau đó thì em sẽ kết thúc. Và cảm ơn các bác rất nhiều đã quan tâm theo dõi video clip. Xin tạm dừng video clip này tại đây. Các bác nào quan tâm cặp loa này alo cho em. Và chơi nhạc vàng em đã vô đối rồi. Cảm ơn các bác rất nhiều.